Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Hey, Hey. Hey. Watashi wa kan desu. Watashi wa chin desu. Nichu is ai desu. Hasumemasu de. Ok, thưa quý vị. Dạ, thưa quý vị, thật ra là em đang ở Việt Nam. Nhưng mà cái không gian này nó làm cho tụi em cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì Người Kết Nối có một không gian hoàn toàn mới. Quý vị có thể thấy không? Hey. Nhà mặt phố, hai mặt tiền. Đây chỉ là cái gian chính của nhà em thôi. Còn khu vực bên trong nó còn rộng, nuôi cá coi ở trong đó nữa thưa quý vị ạ. Và với phiên bản Ân Nhân Nơi Đất Khách ngày hôm nay thì đó là một cái phiên bản mà kể về những người Việt đang sinh sống làm việc ở nước Nhật và được sự trợ giúp của những người Nhật để có thể sinh sống, học tập và làm việc phát triển ở đây. Thưa quý vị, nhân cái việc mà gia đình em khánh thành ngôi nhà mới thì cũng xin được thịnh tình giới thiệu ba cái vị khách đến thăm nhà ngày hôm nay. Một chàng trai rất là dễ thương, đáng yêu với cái dòng chữ là I love Japan, có nghĩa là MC Quang Bảo. Anh ở bên này. À nhầm. Vậy cô Hoàng ra bờ đâu? Em có lỗi tại vì em bị quên. Đi kiếm đâu rồi, tự sát. Giới thiệu lại. Mổ bụng tự sát đi. Giới thiệu lại. Đó chính là MC Hoàng Rapper. Hey. Konnichiwa, arigato gozaimasu. Đôi tình nhân trẻ đang có mặt trong ngôi nhà của chúng ta, xin được giới thiệu MC Quang Bảo và MC Lưu Hà Trinh. Ủa, quen nhau hồi nào mà kêu tình nhân? Thì nhìn mặc đồ thấy couple tưởng tình nhân, ai biết đâu. Ủa, không dám đâu, nếu mà couple là nguyên bốn anh em mình là couple luôn á. Thôi người im. Dạ, thưa anh Khang, nhưng mà sao để phù hợp với căn nhà, em xin được giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới nhất của em trị giá 8.000 đô la Mỹ. Trời, em đã đầu tư cho cái bộ trang phục này. Hey. Yeah. Hay quá. Dạ thưa quý vị, hôm nay Hoàng Rapper là người song đất chương trình của chúng ta với cái phiên bản mới. Em sẽ dẫn mọi người đi đâu đây? Và em đã đến với đất nước Nhật Bản và đặc biệt là thành phố Tokyo. Ôi trời ơi, quá may mắn đối với Tokyo. Em. Chúng ta sẽ gặp gỡ một nữ du học sinh ngày xưa đã từng học tại nơi đây. Đây là cơ hội cô ấy quay trở lại Nhật Bản và nói lời cảm ơn với ân nhân của mình. Nào, chúng ta cùng theo dõi Phương Liên là cô gái như thế nào quý vị nhé. Hey. Lần này, sứ giả Hoàng Rapper và nhân vật của mình đã đến Tokyo bằng Japan Airlines. Họ bắt đầu chuyến đi của mình từ ga Tokyo, nơi được gọi là mắt xích giao thông tại Nhật Bản. Người Kết Nối và hiện tại Hoàng Rapper đang có mặt tại trung tâm của thủ đô Tokyo, đất nước Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Hoàng đến với Nhật Bản. Cảm xúc rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời. Nhưng Hoàng không phải là nhân vật chính của chương trình Người Kết Nối. Nhân vật chính đang đứng cạnh Hoàng đây. Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bạn Phương Liên. Xin chào Phương Liên. Chào anh. Đã đến với đất nước Nhật Bản bao nhiêu năm rồi? Ngày xưa em học ở Nhật 1 năm ở trường Đại học Tokyo. Sau đấy là tức là 7 năm trước, còn 3 năm trước thì em đã quay lại đây công tác 3 tháng. À, Liên từng du học tại Đại học Tokyo trong thời gian 2 năm. Liên đã được học rất nhiều về văn hóa Nhật Bản. Cô có đam mê với nước Nhật từ khi còn rất nhỏ. Và đặc biệt là Liên rất thích văn hóa manga và anime của Nhật. Tức là làm cho nhiều người cảm giác muốn, đúng rồi, hứng thú, tò mò nhất, đặc sắc nhất. Thứ hai là em vốn là thích tiếng Nhật bởi vì nghe cái phát âm của nó rất là hay. Em lại thích đọc truyện tranh của Nhật từ bé nữa. Hay. Và đó cũng vậy. Doraemon, bảy viên ngọc rồng, dấu ấn thiên nhiều lắm. Thời đại của anh chắc chắn không ai không đọc những truyện như thế. Superta. Hiện tại, Liên đang làm việc tại một công ty marketing tại Hà Nội. Ngoài ra, cô còn là cộng tác viên của nhà xuất bản Kim Đồng, dịch các truyện tranh của Nhật Bản sang tiếng Việt. Và hôm nay, Liên sẽ hướng dẫn cho Hoàng Rapper tới một nơi mang đậm nét văn hóa Nhật của giới trẻ hiện đại. Bạn Phương Liên sẽ kết nối Hoàng với một thế giới văn hóa đặc sản của Nhật Bản. Đó chính là anime và manga. Đi thôi. Nơi hai người đang đi đến là khu phố của những xu hướng mới nhất của giới trẻ. Wow, anh thấy chỗ này đông hơn hồi nãy rồi đó. Ở đây nhộn nhịp hơn, đông người hơn. Mà nhìn như là ở bên Mỹ chứ không phải bên Nhật nữa. Tại vì anh thấy ở quảng trường Time ở bên Mỹ á cũng có cái không gian thiết kế giống vậy nè. Nhưng mà anh chưa nhìn thấy nó lúc mà nó đổi tiếng nhất, không phải là thời điểm này.
mà là buổi chiều tối. À. Em chưa bao giờ đến Siêu Em mà nó ít người như này, tại vì trời nắng. Cụ thể khu vực này được mang tên là gì? Đó là ngã không phải ngã tư mà là nó thành ngã 5, ngã 6, nó thuộc giao điểm lớn nhất của Tokyo và đây cũng là biểu tượng của Shibuya. Tức là nếu mà đến Shibuya nhất định người ta phải quan sát cái ngã tư này từ một cái góc độ nào đấy, là từ trên cao. Thì sẽ nhìn thấy. Suy em. Shibuya. Shibuya chính là một trong những địa danh khá là nổi tiếng, rất là hiện đại và mang một cái nhịp thở của cả thành phố này. Và quý vị có thể thấy được là nơi ngã năm này tập trung rất nhiều luồng năng lượng của rất nhiều vị khách nước ngoài tập trung đến đây để có thể mua sắm, theo dõi, tham quan, đi sâu vào thế giới của manga và anime rồi quý vị. Nào, mời đi. Đây là các bạn. Anh phải selfie cả ngày. Từ sáng đến tối. Làm sao chụp các toàn rộng như vậy được? Mà những cái tòa nhà này, khu vực quanh đây thì là đây là nơi mà em cảm thấy nhiều người nước ngoài nhất. Đi ra đường thì rất khách du lịch đông hơn. Mà rất là thân thiện luôn quý vị. Hoàng Đức Bơ cũng khá nổi tiếng ở Việt Nam, qua là mọi người được chào hết. Anh có nhìn thấy tòa nhà nó hơi khác thường không? Với sáng tác là bộ truyện này được đặt tên trong một giải thưởng lớn nhất, giải thưởng truyện tranh lớn nhất của Nhật. À, tên gì em? Osamu Tezuka. Osamu Tezuka. Đây là nơi có bán rất nhiều truyện tranh và những sản phẩm liên quan đến truyện tranh của Nhật. Em chưa bao giờ vào đây. Đây là điều kiện. Vậy hả? Vâng. Wow, toàn truyện không nè. Slam Dunk, anh có biết không? Slam Dunk cũng chọn quá biết luôn. Ơ, cái lông rổ. Hunter. Anh có biết bộ này có gì đặc biệt không? Hunter hả? Hunter thì anh chưa đọc, anh chỉ biết đó là chuyển thể qua anime. Chuyện này là một trong những tác phẩm gọi là bán chạy nhất của xuất bản này. Mặc dù nó cái thời gian nó kéo dài gần giống như One Piece, tức là hơn 20 năm nhưng mà số lượng thì lại ít hơn rất nhiều. Đặc biệt nhất của nó là gì không? Bản đọc ngược. Không phải. Chuyện nào ở Nhật thường còn đọc ngược. Chứ sao? Bản tiếng Việt là do em dịch. Ủa vậy hả? Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Hunter. Vậy đâu tên người dịch đâu, Phương Liên đâu, người dịch đâu. À không, cái này là bản Nhật thì làm sao có nhà xuất bản Kim Đồng này được. À. Mày mua ra thử nhá. Ok. Ủa, này giống như một tầng hầm em ơi. Đúng không? Mình đang ở dưới hầm mà. Ồ. Anh không thấy mát à? Không mát. Như vậy là không phải là một tòa nhà. Lúc đầu Hoàng Đức Mơ sẽ nghĩ nó như một lâu đài hay là một thư viện rồi đó. Nhưng mà đây là một tầng hầm quý vị. Càng xuống càng sâu thì không khí càng mát. Hả chú? Tồn thức tự động. Ở đây gọi là thiên đường dành cho những người yêu thích truyện tranh. Đẹp quá nha. Đây là những món đồ lưu niệm, những nhân vật. Anh có biết cái này ở trong chuyện nào không? Bây giờ từ nhà để anh nhớ coi. Chuyện này là chuyện của con gái thì sao anh đọc được? À, thiên tướng mặt trăng hả? Sailor Moon. Dạ, em biết nó trước khi em biết nói. À không, cái gì? Biết tiếng Việt. Trước khi biết tiếng Việt. Trước khi biết tiếng Việt chứ mày biết tiếng Việt. Tức là em chỉ nhìn ảnh thôi, mẹ rất thích. Chị gái em phải đọc hộ em. Thì em mới hiểu nó là về cái gì. Là em đọc truyện trước. Nói chung đây là quyển đầu tiên truyện tranh đồ giặc Nhật Bản đầu tiên mà em cầm trên tay. Rồi em có xem phim hoạt hình không? Liên bắt đầu yêu thích đất nước Nhật Bản nhờ cuốn truyện Sailor Moon, Thủy thủ mặt trăng của chị gái cô. Và đó cũng là cơ duyên để Liên đi du học Nhật và làm công việc biên dịch truyện tranh. Đây là nơi bán trên 100.000 cuốn truyện Nhật Bản. Từ những cuốn truyện mới nhất cho đến những cuốn cổ nhất, dường như tất cả truyện tranh của Nhật Bản đều có ở đây. Tìm nãy giờ mà không thấy Doraemon đâu hết. Em cũng không biết ở đâu vì nó quá nhiều, anh thử hỏi. Mình phải tìm thôi. Anh nhìn xem có phân biệt được nhân viên và khách bán hàng không? Nhân viên thì đây. Anh thử hỏi. Doraemon. Excuse me. Where is the Doraemon series? Doraemon. Yeah. Doraemon. Comic. Yeah. À, chút thôi mà. Comic Marita. Cô nói gì? Nói chung là chị này là chị Thanh Ngân, cho nên chị phải gọi người tiêu thụ khách. Kim sẽ gọi là bạn, nghe bạn nói cho là Kim sẽ gọi là bạn.
お客様ですか。Okay, thank you. I want to ask you about a real offer Doraemon series. Doraemon. Yeah. Okay. Thank you. Doraemon. Mà một bộ là cả trăm cú nữa em ơi. Ở đây chắc không được. Tháo chịu. Cơ duyên nào đưa đẩy em đến cái việc là dịch thuật ra những bộ truyện tranh này, chuyển thể thành phiên bản Việt? Thực ra ai giới thiệu em? Không hẳn là giới thiệu mà là công việc trước đây của em ấy, thì vô tình là có một người cũng từng làm phiên bản Kim Đồng và biết là em cũng thực hiện tranh và em cũng học tiếng Nhật. Thế nên là lúc đấy người ta đang cần một người để check bản dịch của cái bộ truyện cũng nổi tiếng cũng của nhà xuất bản Kim Đồng. Bây giờ em nghĩ là anh nên đến một nơi khác, nó cũng hấp dẫn không kém, mặc dù nó không phải là liên quan manga nhưng nó sẽ làm cho anh có cảm giác là bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Đó. Dạ, chúng ta vừa chào đón anh Tèo từ quê ra phố, anh đi đến Shibuya mà anh có vẻ rất là ngơ ngác. Thiệt mà, trời cái ngã sáo anh. Cái chuyện tranh mà em có thể cho anh biết là đông không? Mà nhiều người người ta vô đó giống như là một cái nhà sách không? Thật sự gọi là cái siêu thị sách thì đúng hơn anh. Anh có thể thấy là mọi người phải đọc hiệu lệnh qua tổng đài thì mọi người mới có thể biết được và dẫn chính xác đến từng khu vực của từng thể loại truyện tranh khác nhau. Nhưng mà ở Việt Nam em có hay đọc mấy cái chuyện manga rồi anime không? Có. Đó, anh đọc chuyện gì ngoài Doraemon? Em đọc chuyện gì? À, Dấu Ấn Đồng Thiên, Bảy Viên Ngọc Rồng, Teppi, Shindo, rất là nhiều. Subasa. Em cũng có nè. Cô Bé Chăm Chỉ, Candy nè, Hana Yurian Vô Con Nhà Giàu nè, chuyển thành Vườn Sao Băng đó. Đâu đâu em làm em lại cái biến hình Thi Thu Mạch Trăng. Sailor Moon. Không, em thấy hệt Hiệp Sĩ Lợn, em rành hơn. Burin. Ta là hiện thân của con người chính nghĩa, đã có ta ở đây, không chuyện gì phải sợ. Giống Bảo có đọc chuyện Nhật không? Em đọc nhưng mà em đọc mấy cái gì thiên quan phép thuật nhiều hơn, như Du Pháp Thuật nè, rồi hay là One Piece nè, Đạo Hải Tặc nè, rồi Tsubasa. Đảm bảo mọi người đến với thế giới này là không muốn về luôn. Em đã từng được tới bảo tàng của Doraemon ở Tokyo luôn. Kyoto. Rất Tokyo. Yeah. Còn anh thì anh vô cái bảo tàng về truyện tranh thì ở ngay chỗ là ở Kyoto thì nó có dịch cái tất cả những cái ngôn ngữ về Doraemon, tiếng Hàn cũng có, tiếng Việt Nam cũng có, Indo và Malaysia thì có đầy đủ và nó trưng ở trên kệ rất là nhiều và đầy đủ trọn bộ luôn. Còn của em là ở trong đó nha, là viết những cái bản thảo đầu tiên của Fujiko là như thế nào, rồi cái góc bàn làm việc của ông tác giả ra sao. Quay trở lại với câu chuyện về bạn Vũ Phương Liên đi, anh nói thật là anh không bất ngờ, tại vì hồi xưa anh đọc anh có thấy cái dòng chữ là dịch giả là Vũ Phương Liên, nhưng mà anh cứ nghĩ là bạn này cũng phải lớn tuổi lắm, chắc cũng phải khoảng cô nào đó khoảng 40-50, nhưng mà nhìn về các bạn này thì không, rất là bạn trẻ, nó về dịch cái Hunter x Hunter thôi chứ không phải là Doraemon. Có dịch thêm nhiều cái tác phẩm sau này nữa cũng có nhưng mà cái Hunter là cái điển hình nhất. Trinh thấy là bạn Liên rất là chất, có nghĩa là bạn biết ước mơ của mình là gì và đeo đuổi ước mơ từ rất là sớm. Tuy là bây giờ bạn đã ổn định công việc ở Hà Nội, tạm rời xa đất nước Nhật Bản, nhưng mà vẫn bám trụ với cái công việc mà cháy bỏng trong niềm đam mê của mình là manga anime. Cụ thể là bạn hợp tác với một nhà xuất bản này và dịch thuật từ tiếng Nhật sang tiếng Việt trong cái mảng truyện tranh nữa, nên trên rất là nể. Em thích cô gái này, một cô gái sống dám sống hết với đam mê của mình và coi như là cái sở thích của cô ấy là từ khi mà cô còn chút xíu. Hồi nãy có một chi tiết cô kể rằng là ngày xưa là chưa biết chữ luôn, nhưng mà thích tới mức độ là kêu chị gái của mình là phải đọc cho mình nghe. Tức là cái niềm đam mê này là nó xuất phát từ trong máu của rồi. Nhưng mà có nhiều người ta đam mê nhưng người ta không có dám thực hiện ước mơ, nhưng mà cái mà Nguyễn Khang quý ở bạn Liên là bạn dám thực hiện ước mơ đó để đi qua Nhật và làm cái công việc này mà mình yêu thích. Đúng, điều đó là cái điều rất là quan trọng. Chính cho xác. Nên là cái thông điệp chúng tôi gửi đến cho khán giả theo dõi là có đam mê, có ước mơ nhưng phải mạnh mẽ thực hiện cái điều đó các bạn à. Em quá nể Liên luôn, bởi vì Liên á một mình
ở Nhật Bản tự học, tự đi làm thêm rồi tự thành đạt, bởi vì học ở đại học Tuigo là cực kỳ khó. Trải qua 6 năm là biết bao nhiêu gian truân. Khó lắm anh biết, mà học ở Nhật khó lắm. Tập trung vào việc học hoàn toàn 100%, thậm chí tới tận bây giờ Liên vẫn chưa có người yêu luôn. Đó, nhưng mà em thấy không, cái tính cách, cái nết của bạn ấy nó rất chững chạc. Cái người đàn ông đi kế bên bạn đó, đó thì nó có phần gì đó nó ngơ ngác lắm. Không thiệt, không, tại vì em dưới quê mới lên, em không biết gì chưa. Thế là dưới quê mới lên là sau khi đi đó rồi có đi cái nào để cập nhật kiến thức phổ, gọi là cái gì, người ta xóa cặp Shibuya. Không phải, xóa gì ta? Xóa ngơ ngác, mù chữ, xóa mù chữ. Coi chuyện tranh rồi, đi về em đi đâu nữa? Điểm đi ăn. Đi ăn mà ăn đi, không phải ăn bình thường, ăn kiểu nhập giai anh. Đã vậy. Ừ, tức là mỗi người ăn sẽ ăn nhập giai lần sau, chơi game chơi nhập giai chứ mà ăn nhập giai đây đây, đây đây đây. Để mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa cùng với Hoàng. Điểm đến tiếp theo chính là nơi có rất nhiều tòa nhà cao tầng, văn phòng khu xin chư cư. Mình đã chuẩn bị đến một nơi mà em rất rất muốn đi mấy lần trước nhưng mà em cũng không có gì để đi. Shizuku anh nghe quen lắm. Hình như là anh coi một bộ phim nó liên quan tới con Godzilla. Em biết con Godzilla không? Nơi mình sắp sửa vào liên quan đến này. Đây là nhà hàng vô cùng dễ thương và được các bạn nữ yêu thích. Được lấy mô típ từ tiểu thuyết của Anh Quốc mang tên Alice ở xứ sở thần tiên. Cùng vào trong xem thử nào. Chủ nhân Alice đích thân ra đón. では、私アリスが絵本の国へとご案内させていただきます。では、絵本の国へ参りましょう。こちらどうぞ。はい、もうわ。よく僕もお部屋の店に入ってきた。こちらの鏡の国を抜けて、城様ご自慢の天皇席へとご案内いたします。ようこそ、絵本の国へ。 Bên trong là thế giới của Alice được dựng lại như nguyên bản, với cung điện cổ tích trong truyện. Thì có chị đang đợi đó. Cậu nói lại, ngồi đây cũng được đấy em. Ngồi đây. Ok. ではすぐにメニューをお持ちしますので、おかけになってティーパーティーを楽しみください。 失礼します。 Đây gọi là tea party. Là gì em? Tiệc trà. À, tiệc trà. Cùng xem menu nào. Ngay cả menu cũng hiện lên thật dễ thương như truyện tranh. こちらの永遠のアリスは私アリスをモチーフにお作りしておりまして、この青色私ご自慢のワンピースでございます。そしてこちらがですね、絵本の国の中の森の奥にある大きな大きなキをモチーフにイメージしておりまして、その近くには キノコの上に眠るイモムシおじさんがいらっしゃるかもしれないので見つけたらぜひとっても物知りなので、お話を楽しんでみてください。あ、すごく目があって。オッケー。I'm married. So sorry, baby. いただきます。感動のな。だめ。怖いな、ビジ。うん、あの、見るのまんて、mình tươi mới lắm。cô em sao? Khó tả. Ừ, cảm giác khó tả. Vô mình cảm nhận được cái thiên nhiên á. Anh đã nghe tiếng chim hót rồi, em nghe chưa? Em nghe tiếng chim hót. Ừ. Em nghe thấy tiếng Anh thôi. À. Kệ, em nghe thấy tiếng Anh đi. Món quà của Alice cho các thực khách. À, anh chị có muốn đeo con thỏ này không? Ok. À, đi cà tơ của em ơi. Chắc cứ đi. Ok. とても似合いでございます. Alice ôm thỏ hay là hung 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 mấy gì không? Em không nhớ, em không xem. Ừ, nhớ. Em xem chưa? Chưa chưa, nhớ trong phim đó có cảnh Alice hung thỏ đó. Mình có thể tái hiện cảnh đó được không? Em thấy là Alice to Alice wa sai to kiss scene ga Alice desu ga sore wo saigen ima saigen dekimasu ka tte. でも私アリスとその再現をするよりも初めての経験いかがでしょうか。ハートの女王様ご自慢の赤いバラとキス。お前。これは初めての瞬間ですよ。はい、ありがとうございます。失礼します。Món ăn hoàn chọn là cơm chiên trứng phô mai với sốt thịt.
quả như kẻ trồng cây sao? Ok. Người ta nói là itadakimasu. Gì? Itadakimasu. Itadakimasu. Chuẩn đấy. Itadakimasu. Itadakimasu. Đây là món cơm được sử dụng phô mai, sốt thịt và trứng được chiên lỏng, rất dễ gây nghiện. Lần đầu tiên cái mùng trứng ha, phô mai ha, ăn kèm chung với cơm hay là nếp gì á, trời ơi, nó quyện lại á, hấp dẫn, thơm lắm. Món ăn của Liên là mì Ý sốt kem cà chua, rau và tôm. Ngon quá. Ngay cả món tráng miệng cũng rất là dễ thương. Món bánh tháp hình nón và trà sữa hoàng gia với caramel. Ok, okay. Anh đến Tokyo được nửa ngày rồi, anh nhận ra cái điều gì còn thiếu sót không? À, thiếu nữa hả? Anh chưa nhận ra cái gì gọi là biểu tượng của Tokyo mà anh vẫn chưa đến à? Ờ ha. Nhắc đến Tokyo là người ta nghĩ đến nó đầu tiên. Tháp. Tháp. Tháp Tokyo. Tháp Eiffel. Tháp Tokyo. Thực ra nếu trong trung tâm mà anh đi di chuyển thì nó chỉ mất khoảng 15-20 phút đến tại cái điểm danh. Cho đi. Wow. Cùng đi đến tháp Tokyo, một biểu tượng của thành phố Tokyo. Đây là tháp Tokyo vinh danh. Wow, kính thưa quý vị, chúng tôi đang đứng tại khu vực là một nét văn hóa, một niềm tự hào nữa của người dân Tokyo nói riêng và người Nhật Bản nói chung. Đây chính là tháp Tokyo Tower. Vào trong hả? Mình có phải tốn tiền mua vé hay gì không? Anh có nhìn thấy mọi người đang xếp hàng không? À, là mua vé đó hả? Tất cả hả? Ticket. Để leo lên đỉnh luôn. Lên trên. Và có thể đứng từ trên nhìn xuống dưới thành phố Tokyo. Wow. Anh muốn lên tham quan thử không? Buổi tối nhìn rất ảo. Nhìn hả? Buổi tối mình nhìn được xung quanh nhìn phố. Gần như là toàn bộ. Tháp Tokyo cao 333 m, khách du lịch sẽ mua vé và đi lên thang máy để đến đài quan sát. Đang đứng đến lúc nó lên đèn ấy. Đẹp. Bắt đầu ảo. Thì nhìn xa đẹp mà nhìn xuống dưới. Sợ độ cao lắm, nhìn dưới biu. Bao nhiêu tầng? Hồi nãy em quên đếm tầng rồi, bao nhiêu tầng vậy? Không biết bao nhiêu tầng hết, chỉ biết là em M2 thôi. Đây là tầng... Wow! Tầng bao nhiêu ta? Mọi người nhìn kìa. Đây trời là con tháp đâu? Mà cao quá nè. Nhìn từ tháp Tokyo, có thể thấy toàn cảnh thành phố Tokyo với các tòa nhà cao tầng hiện đại. Quý vị có thể thấy được cảnh Tokyo vào cảnh hoàng hôn về chiều. Rất đẹp, lung linh, huyền ảo. Một trong những kiến trúc mà khiến cho chúng ta cảm thấy phải tâm đắc rất là nhiều. Một sự ngăn nắp, một sự nghiêm túc, một sự chỉnh tề như phong cách sống của người Nhật Bản. Đứng trên đây nhìn xuống cái kiến trúc, wow, đẹp quá. Nhà cao tầng rất nhiều. Khi màn đêm buông xuống thì đèn cũng được thắp sáng tại đài quan sát, giống như một thế giới đầy mê hoặc. Hãy cùng hỏi thăm Liên về ân nhân của cô ấy tại đây. Thế ngày xưa sư học là em có nhiều bạn không? Đa phần là những cái bạn mà học cùng, các bạn quốc tế cũng học cùng với chương trình. Lần trước cách đây 3 năm, cái thời gian mà em công tác ở đây 3 tháng á, là em cũng không có thời gian để gặp lại những bạn ở Nhật luôn. Đúng ở rồi. Tokyo luôn. Có một bạn người Ý sống ở đây, có một bạn người Nhật sống ở đây nhưng cũng không được. Mà đó là sự cố gắng làm sao để kết nối trở lại bạn Phương Liên với
người bạn ngày xưa của mình. Thật ạ? Người bạn ở Nhật Bản. Mình sẽ tận dụng những mối hệ, tại vì anh đã quen 500 anh em ở đài truyền hình đây rồi. Anh sẽ nhờ anh em phong tỏa hết tất cả mọi nơi tìm cho bằng được các bạn đó. Tên đầy đủ của bạn ấy là gì? Ogata Natsuko. Ogata Natsuko. Nếu mà em bị hỏi là đã quen người bạn Nhật nào thì chắc là bạn đấy là người đầu tiên mà em nhớ đến. Bạn nhớ là hai bạn gắn bó được khoảng thời gian bao lâu? Thì em học ở đấy một năm, thì hầu như là bạn ấy tham gia từ đầu cho đến cuối những cái chuyến đi của bọn em. Một năm hả? Theo bạn nghĩ với một mối quan hệ một năm á, thì thông thường thì chúng ta làm bạn với nhau rồi có những điều kiện khác nhau thì mình cũng xa nhau thôi. Đúng không? Mà em không nghĩ thế. Động lực nào, lý do nào đưa đẩy bạn từ Việt Nam, từ sân bay Nội Bài bay thẳng đến đây để có thể tạo sự bất ngờ dành cho Nacha? Thực ra sau khi mà tốt nghiệp bắt đầu đi làm, em cảm thấy cuộc sống đi làm nó không được như ngày xưa, như thời sinh viên. Ồ, nó khác nhau hả? Và lúc mà nghĩ lại là tại sao thời sinh viên mình có thể vui vẻ như thế thì chắc chắn là vì có những cái người bạn như bạn Natsuko này. Nếu mà không có bạn ấy tham gia cùng ấy, thì sẽ cảm giác là mình sẽ không thể vui vẻ được như cái thời đấy, như là mình đã từng như thế. Bạn ấy nói chung là không phải là chỉ là giúp đỡ mình cùng cái việc cụ thể là đấy, nhưng mà là đi cùng mình, nói chuyện cùng mình, vui vẻ với nhau thế thôi. Đối với em là những cái rất là quý giá luôn. Bạn ấy là cái người mà khá là cởi mở. Thế nên là thường thì mọi người tiếp xúc lần đầu là bạn sẽ thấy yêu quý ngay. Ân nhân đã giúp đỡ Liên, có tên thường gọi là Nakchan, là bạn cùng khóa đã giúp đỡ Liên trong thời gian du học tại Đại học Tokyo. Suốt 7 năm qua, Liên chưa hề gặp lại để được nói lời cảm ơn. Bạn có háo hức không? Chắc chắn rồi, bởi vì bọn em chưa gặp nhau 7 năm rồi. 7 năm là có, mà sau khi đấy mình cũng không biết là bạn ấy nghĩ thế nào về mình ấy. Tức là em có thể em rất là nhớ bạn ấy, rất quý bạn ấy, nhưng mà em lại không biết là bạn ấy có rất là nhiều bạn. Đó. Hàng năm có rất nhiều bạn mới. Đúng rồi. Chắc vì đã nhớ đến mình. Có khi Nakchan nói, ôi đây là ai? Không biết gì. Trời, đúng rồi, chắc hụt hẫng lắm. Oh my god. Suy nghĩ của Liên đối với ân nhân Nakchan rất sâu đậm. Hãy chờ xem Nakchan sẽ ngạc nhiên như thế nào nếu gặp được Liên. Và đặc biệt, Hoàng Rapper vẫn còn một bất ngờ cho Liên vào tuần sau nữa. Như vậy là Hoàng sau khi đã gặp được Alice và ngỏ lời thả thính không thành công thì anh ấy đã được dẫn đến tháp Tokyo. Anh nói thiệt á, không có một ai mà thả thính một cái trắng trợn như em. Đúng, và dễ thương quá nơi chị em nổ. Coi nè, cái nết của Bảo nè, nó lịch sự, nó từ Bảo kêu già từ tốn cái gì, đi kiểu bùng binh thì chừng nào mới có người yêu hả Bảo? Cũng may là mình chỉ sử dụng một cái lát cắt làm manga anime để dẫn dắt tới Shibuya Tokyo thôi, chứ nếu như mà mình khám phá với nhiều cái góc độ nữa. Đúng, đúng là mà một mình Hoàng mà ở ngay cái khu vực đó là lạc 8 ngày chưa tìm về. Nhớ đi tháp Tokyo, thật sự đó là biểu tượng của Nhật Bản, rất xứng tầm đẳng cấp thế giới, và có rất nhiều tấm kính cường lực được thiết kế rất đặc biệt để chúng ta đứng thẳng trên tấm kính đó nhìn thẳng xuống dưới. Ô trời ơi, độ cao hơn 300m. Khang thấy là bạn Liên nhắc về một cái cô gái rất là dễ thương, Natsuko. Nhưng mà hồi nãy có cái lo là bạn nói là không biết có nhớ mình đâu, rất là thân thiện cho nên là cô sẽ có rất là nhiều bạn, không biết có nhớ mình đâu, không biết là có nhớ mình hay không. Chính xác, Nakchan là một cô gái Nhật Bản. Cô ấy có vai trò là một nhịp cầu nối dành cho các du học sinh, họ còn quá lạ lẫm, thì những bạn như Nakchan đây là người bản xứ, họ sẽ giúp đỡ cho biết bao nhiêu năm học. Cứ từng năm học như vậy khoảng mười mấy bạn nhân lên xem. Không, em cũng lo đó, em cũng có cái cảm giác tương tự như anh Hoàng nói, là một năm học biết bao nhiêu là bạn thân rồi, mối quan hệ xã hội, công việc, sếp, rồi gia đình, lỡ mà Nakchan có con rồi thì sao? Cái cuộc dự đoán đó để xem coi tập sau nó sẽ hào hứng như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập phát sóng tuần sau. Và đừng quên gửi cho chúng tôi những cái địa chỉ email, những cái thông tin của quý vị đến địa chỉ quen thuộc là nguoikếtnoi@ncv.com.vn, hoặc quý vị có thể kích like trên trang fanpage Người Kết Nối. Và quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng ta vào khung giờ quen thuộc là 22:45 thứ tư hàng tuần trên HTV7. Và nếu có bỏ lỡ thì không sao cả, quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Bên cạnh đó có một số hotline của chúng tôi, đó chính là 0919435550 để quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, Người Kết Nối. Cảm ơn quý vị và xin click subscribe trên trang Love TV cũng như là MCV Media để theo dõi quý vị nha. Tạp chí Kilala chuyên cung cấp các thông tin từ Nhật ở mọi cấp độ, từ xu hướng trào lưu mới nhất cho đến các thông tin chuyên sâu và chưa được nhiều người biết đến. Tạp chí Kilala đang được bán ở các nhà sách và cửa hàng tiện lợi. Chúng tôi cũng tiếp nhận khách hàng mua định kỳ. Để xem chi tiết, vui lòng truy cập trang web kilala.vn và Facebook của chúng tôi facebook.com/vnkilala.
Còn đến bây giờ thì Nguyễn Khang cùng với là ba người kết nối xin nói lời chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn MC Hoàng Rapper, hay. Hiền lành, dễ thương, thánh thiện. Xin cảm ơn MC Quang Bảo, nhẹ nhàng, trầm tính. Xin cảm ơn MC Liêu Hà Trinh, tươi tắn, dễ thương. Chưa đi Nhật. Arigato gozaimasu. Chưa đi Nhật. Còn bây giờ mình sẽ dọn ra nha. Xin chào tạm biệt. Sayonara.